tới nhà rồi. Say. Say gì? Say something. Ho quá. Say something cái ho. Say something. Say something. Chồng đi chợ về. Đi đâu say. Chồng ở nhà đấy. Chồng đi chợ xa. Chợ phố bà. Phố bà. Sáng nay Bobby, Mommy với Ray đi Hô Bà, một thành phố cách nhà 2 tiếng. Nó rủ chị Ti đi mà chị Ti mắc bận hẹn với anh máy tính chị điện thoại nên là từ chối không có đi. Đấy, giờ chuẩn bị về tới nhà. Bây giờ chuẩn bị về tới nhà. Xuống cái dốc này là đi từ hồi 9 giờ sáng cho tới bây giờ là 6 giờ rưỡi chiều. Giờ xuống cái dốc này là nhà anh ở phía bên kia đồi á. Có về Thiên Lý. Anh chồng anh coi trên mạng anh đồn có một cái shop Việt Nam mới mở á. Cho nên là hai chồng rủ xuống dưới đi kiếm coi có cái gì để mua. Gì đó có bên gì quê hương. Hương vị quê hương. Mua một số hương vị quê hương. Chút về tới nhà rồi quay chia sẻ với cả nhà coi thầy chồng mua được cái gì ha. Đây, về tới nhà rồi đây. Tới nhà rồi đây. Không thấy đường luôn á. Sấm chân vắng. Chú chú. Xong, đúng rồi, nói chính xác không ạ? Đó. Đây. Nay à? Nay à gì? Mày nè. Đây. Ờ, mày. Mày. Đúng rồi, mày. À, ông ra lên xe ngủ giật giờ cái đầu tóc tôi bời. Vô kêu chị Ti ra phụ kinh đồ vô nha. Vô về tới chị Ti rồi. Đi vô kêu chị Ti ra phụ kinh đồ vô nha. Nha. Này, vô kêu chị Ti ra phụ kinh đồ vô. Trời ơi, nãy giờ nó chưa xuống xe nữa. No, em bé là không được lên lái xe. Nó có Bobby lái xe. Vô mẹ mi cho kẹo nè. Bán dễ nhà làm gì đi? Dễ thôi, không làm gì hết à? Ăn. Làm gì nữa? Đi rồi. Để lên bàn đó. Đi xuống vô nhà coi chú Lippy kìa. Ờ, chú Lippy, mở chú Lippy. Coi kiếp kìa, con không coi kiếp hả? Ồ, kiếm chuyện. Trời ơi, nó kiếm chuyện kìa. Đây đi kiếm chuyện. Trời ơi. Bắt ẩm. Ồ, ẩm. Ghê quá. Mặt đi. Đây nè, Life. Mới mua. Mới mua. Cái thùng hôm qua. Nè, đây. Ray, nhìn nè, Ray. Châm neo rồi. Ok. Hung dữ. Con Ray là con hung dữ. Nó chỉ ả đó. Chú Lippy. Làm dạ. Ăn rồi giờ mang về á. Cho anh Ti ngộ ổ mà màu này là ổ ớt nè. Ổ không ớt là ổ đó đó bình thường đó. Ừ. Ti ơi. Ở đâu hả? Ăn bánh mì không? Cho con ổ bánh mì nè. Nhiều ổ anh mất à? 8 đô rưỡi ngộ. Bánh mì á, ổ đó không có ớt cho con á. Gì đây? Hai bạch bún. Bún rồi, mua bún rồi. $5, nãy tính $5, nãy này nó mấy mua giùm cho shop của mấy đứa em nó mới mở dưới nếp 2 ký dưới hồ bà. Hai đứa dễ thương, mấy đứa trẻ giỏi kìa.
Mua nhiều quá hai mấy đứa nó tặng á, nó tặng cho vịt cà phê này. Cà phê espresso với đồ lượt cà phê. Đứa tên Tiến, đứa kia tên gì không biết. Phê Trung Nguyên. Tính năm nay ăn trao không mà gì mua hai hũ chứ. Nhà trao thích cũng anh cũng thích ăn trao mà. Thôi bỏ ra tính hết trơn, rảnh đâu ngồi đó tính từng món. Mì truyền thống. Ở đâu? Có à? Cái này mình có mua mì này nha. Wasabi. Wasabi nha. Một chai nước mắm này ở đây có luôn nha. Ít nhất là được mua được 3 hũ này. Tăng 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 tăng. Mắm. Mắm gì? Mắm cá lóc. Cá lóc. Mắm cá linh. Mắm cá linh xay, xay sẵn rồi, xong. Còn này xả luôn. Này sắc rồi. Ở dưới đó bán đồ rẻ hơn trên này nhiều. Khoai tím, món này là món gì chứ? Khoai mỡ ấy. Khoai mỡ. Cá trê vàng nha. Ừ. Cá trê vàng. Hai con to đùng. Bao nhiêu ta? 12 đô. Tầm khoảng 800 gì. Rẻ không hả? À, tính ra rẻ, trên này có, trên này cũng có để mua nữa. Cái gì đó? Cá kèo. Kèo. 400 gram. 8 đô. Rẻ mất. Hai cái. À, muối ớt xanh để nhiều khi ăn thử thôi ra sao không biết. Mè ấy hả? À, lâu quá không ăn mè luôn á, đâu trên này đâu có mè đâu mua. Mấy cái shop tàu á nó bán đồ ăn châu Á nhưng mà nó bán theo hướng của người tàu ăn á, thì đó những cái món đặc trưng Việt Nam không có. Cái gì vậy? Tưng tưng tưng. Lương. Lương nha. 10 đô một hộp này. 10 đô một hộp này. Lương cắt khúc. Làm gì á? Mình xì phát phát hả? 300 gram. Ừ, cho con thùng nè, chui cho chó ngồi chơi. Nè, có đây nè. À, yeah. Thank you. Cảm ơn đi. Cái đó cảm ơn. Ủa nấu xịn mà có mua gia vị nữa ha. Mua phải cho nó khác gì không? Bánh tráng. Bánh tráng. Đây là bánh tráng. Bánh tráng nem Hà Nội. Trên đó để cuốn chả nữa, nem nước. Chiên. Chiên. Cuốn đồ chín một hộp. Mình tráng, mình chiên bằng bánh tráng kia cháy rồi. Rồi, mua một đêm nữa. Tổng thiệt hại cho cái đống này là nhiều. 215 đô chấm 65. Rẻ đó, chứ nhiều khi trên này đi mua trong World Cup hoặc trong mấy shop châu Á. Thằng con trai mới viết chữ đẹp quá ha. Chữ này của con Tiến nè. Nó có nhiều món hàng nó chưa kịp nhập vô máy luôn á. Cái nó viết tay ra cộng lại. Cái thứ 2. Chị ai muốn mua đồ Việt Nam. À, với hồ bà chứ không phải ở Lô Sét Tịnh. Shop số 211 Bayfield Street. Rosny Park. Rosny Park. Ok. Ok.
Kệ mấy đứa nó giỏi ha, trẻ măng nè, mở shop việc rồi bán rồi. Rồi còn nói mở thêm trà sữa, nó mở trà sữa trên Logistics này nữa, bữa nào ghé ủng hộ nó, tội nghiệp. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Hôm nay chợ về đi chợ xa về được mớ đồ ăn, chuẩn bị ăn Tết Việt Nam. Tết Tây vừa xong giờ chuẩn bị ăn Tết Việt Nam nữa. Khổ ghê, nhiều Tết quá. Bye bye nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi video. Bye bye Trace. Hả? Mâm mâm hả? Nói chị Tý đi, đưa chị Tý mở đi, chị Tý đó đó. Tý ăn đó, chị Tý mở cho em luôn. Đó. Ăn hôm nay đi ăn đi chợ đi, ăn quá trời luôn. Đi ăn kem, đi ăn donuts, ăn chocolate. Ngon đi. Trời ơi. Gì nó có cũng được hết. Má nha, cái này bé thiệt á.